danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lỗi chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sống lại mở đường đưa nhân loại về thiên quốc. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích kỳ diệu nâng đỡ chúng con là những kẻ yếu hèn. Xin để chúng con được vui mừng nhận lãnh những hiệu quả dồi dào của các bí tích ấy và quyết tâm đổi mới cuộc đời để biểu dương ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài chết sót khôn ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn đã nói rằng: chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình, vì nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó thì lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta, như xa lánh những gì dơ nhớp. Nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ binh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa. Vì nhân Chúa trong phường gian ác, không để ai nhớ chung trên đời. Chúa nhẫm lời những người công chính kêu xin, và cứu họ khỏi muôn điều sợ hãi. Chúa ở bên những người sám hối, và cứu thoát những người sầu khổ. Người công chính dập dồn tai ương, nhưng Chúa cứu họ qua khỏi tất cả. Xương cốt họ Chúa gìn giữ tất cả, không để cái nào bị gầy đâu. Chúa giải thoát tâm hồn tôi tơ Chúa, không trừng phạt kẻ tìm Chúa nương thân. Hôm nay các người được tương lòng, nhưng
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Các môn đệ hỏi người: Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta? Đức Giêsu trả lời: Không phải anh ta cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy. Khi trời còn sáng, đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ về lòng thương xót của Thiên Chúa, rằng lòng thương xót của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của chúng ta, và Ngài luôn mở cho tội nhân một con đường để làm lại cuộc đời. Do đó chúng ta sẽ không thất vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Thiên Chúa muốn chúng ta được sống, muốn cho kẻ tội lỗi gian ác sám hối trở về với Chúa để được sống. Và sau khi đã lãnh nhận tình thương của Chúa, Chúa muốn chúng ta phản ánh lòng thương xót của Chúa cho anh chị em đồng loại của mình. Chúa muốn chúng ta là quà tặng tình thương của Chúa cho anh em, chị em đồng loại của mình. Do đó chúng ta được mời gọi sống bác ái vô biên giới qua du ngôn người Samari nhân hậu, và sống tha thứ vô giới hạn. Vì Thánh Phêrô có lần hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu anh em xúc phạm đến con phải tha mấy lần? 7 lần chăng? Chúa Giêsu nói không phải 7 lần mà là 70 lần 7, nghĩa là tha mãi mãi, tha hoài hoài. Như vậy chúng ta được mời gọi đón nhận Chúa, đón nhận thần khí của Chúa, đón nhận Chúa Kitô và nên một với Ngài, để chúng ta thể hiện tinh thần bác ái vô biên giới và thể hiện tấm lòng tha thứ vô giới hạn. Và như vậy chúng ta sẽ phản ánh tấm lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại của mình. Ngày hôm nay tôi mời gọi anh chị em suy nghĩ về đời sống đức tin, vai trò đức tin trong đời sống cá nhân và đời sống gia đình. Có một anh sinh viên đại học năm thứ 3 môn chính trị. Có một lần anh đến văn phòng trực của tôi. Anh nói là anh có một vấn đề cũng khá khó chịu, nhờ cha giúp ý, góp ý kiến để anh có thể xử lý thế nào cho nó tốt. Anh thuộc giáo xứ La Ngà ở địa phận Xuân Lộc và lên Sài Gòn học môn chính trị sinh viên năm thứ 3. Bởi vì mỗi lần anh về thăm gia đình thì có dẫn người yêu của mình nữa cũng về thăm mẹ già. Nhưng rồi câu thứ nhất và câu thứ hai là bà cụ hỏi: Thế chúng con đã tới dòng Chúa Cứu Thế để học dự tòng chưa? Chúng con đã tới dòng Chúa Cứu Thế để học giáo lý hôn nhân chưa? Thú thật với cha là bây giờ sinh viên năm thứ 3 rồi, không còn tin vào Chúa nữa, không còn tin vào Hội Thánh nữa. Nhưng rồi bây giờ về đến nhà thì câu trước và câu sau là gặp bà cụ hỏi liền: Thế chúng con đã đi học giáo lý dự tòng chưa? Chúng con đã học giáo lý hôn nhân chưa? Hôm nay đến đây để tâm sự, chia sẻ với cha đôi chút
để xem cho có gợi ý gì chăng. Tôi có nói với anh sinh viên đó rằng anh có một bà mẹ tốt lắm, vì bà ấy quan tâm tới con cái của mình, bà ấy quan tâm tới anh, bà ấy còn quan tâm tới con dâu của bà nữa. Vậy là bà tốt lắm về phương diện đạo đức, bà đã sống tốt, rồi bà muốn con cháu của mình cũng sống tốt nữa. Do đó, việc đầu tiên bà đề cập tới là đã xem các con học giáo lý dự tòng chưa, bởi vì anh ấy là đạo gốc, còn chị ấy là chưa có đạo. Chúng con đã học dự tòng chưa? Chúng con tới dòng chú thế học giáo lý hôn nhân chưa? Có điều bà cụ bây giờ thì có tuổi rồi, lại ở miền quê, do đó cái lòng tin thì rất xác tín, nhưng mà không có khả năng diễn tả cái lòng tin của mình có tính cách thuyết phục của một người con trai là sinh viên năm thứ ba. Do đó hôm nay anh tới đây là điều tốt thôi. Anh cứ an tâm, tôi tôn trọng quan điểm của anh. Anh nói chuyện với tôi muốn anh là anh chứ tôi không muốn anh là tôi. Do đó anh cứ thoải mái. Và những cái gì trăn trở về đời sống lòng tin, về đời sống đạo, về đời sống hiện nay, anh có thể trao đổi, chia sẻ. Và tôi biết đến đâu thì tôi chia sẻ với anh đến đấy. Thưa anh chị em, khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ tiếp xúc với anh chàng này, tôi giới thiệu với anh rằng tôn giáo là việc làm của một con người có lý trí. Bởi vì chỉ có con người có lý trí thôi mới biết nhìn về quá khứ để xem nhân loại từ đâu mà đến, bản thân mình là từ đâu mà ra. Chỉ có con người có lý trí thôi mới biết nhìn về tương lai để xem lịch sử nhân loại đi về đâu và bản thân của mình là như thế nào. Và chỉ có con người có lý trí thôi mới biết nhìn vào hiện tại để xem lẽ sống của tôi là gì, cùng đích của đời tôi đi về đâu. Chỉ có con người có lý trí mới có khả năng đặt những câu hỏi căn bản của một kiếp người. Câu hỏi căn bản đó là con người từ đâu mà đến, con người có mặt ở trần gian này để làm gì, sau khi chết con người sẽ đi về đâu, tại sao con người phải đau khổ, tại sao con người lại phải chết. Anh sở dĩ không còn tin vào Chúa và giáo hội nữa là bởi vì có lẽ anh được học tôn giáo là liều thuốc phiện để mê hoặc quần chúng, tôn giáo là sản phẩm của đế quốc, và tôn giáo là dành cho kẻ dốt. Thế tôi chia sẻ với anh, tôn giáo là việc làm của một con người có lý trí, một người nghiêm túc với chính mình, đặt ra cho mình những câu hỏi này và đi tìm lời giải đáp, là người đó bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của tôn giáo. Và khi họ quyết định theo một tôn giáo nào là họ nhận ở nơi tôn giáo ấy những lời giải đáp cho những câu hỏi này. Tôn giáo nào cũng có tham vọng giải đáp cho con người những câu hỏi này hết. Học thuyết nào có tham vọng giải đáp cho con người những câu hỏi này thì đấy là một thứ tôn giáo. Thế nhìn vào thế giới, nhìn vào xã hội, chúng ta thấy có nhiều tôn giáo. Thì tôi chia ra làm 2 loại. Tôn giáo tự nhiên. Tôn giáo tự nhiên là do con người sáng lập ra. Các ngài là những bậc đại hiền triết, các bậc vĩ nhân đã suy tư về những câu hỏi này và đề ra cho mình một con đường, hy vọng mình được hạnh phúc và anh em đồng loại của mình cũng được hạnh phúc nữa. Ta gọi là con người tự cứu mình. Những tôn giáo do con người thiết lập ra như là đạo Phật, đạo Khổng, học thuyết Mác Lê,
Hồi giáo, vân vân. Còn Kitô giáo của chúng ta thì không phải là do con người sáng lập ra, không phải do con người trên mặt đất này sáng lập ra, mà là do Thiên Chúa từ cõi của Ngài, Ngài đến với thế giới con người của chúng ta để chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Và Ngài đã dùng quyền năng Thiên Chúa để giải phóng con người chúng ta khỏi đau khổ, khỏi chết chóc. Và chính Ngài đi vào cái chết để nếm biết cái bi đát nhất của đời người là gì, để nếm biết cái đau khổ lớn nhất của con người là gì. Và Ngài đã từ cõi chết sống lại, đánh bại tử thần để mở ra cho con người một thế giới mới. Ở trong đó con người được sống hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Do đó Kitô giáo không phải là tôn giáo tự nhiên, mà là tôn giáo mặc khải, nghĩa là Thiên Chúa tỏ mình ra, Thiên Chúa tự giới thiệu mình cho con người. Các tôn giáo tự nhiên là con người tự cứu mình, còn ở trong Kitô giáo là Thiên Chúa cứu con người. Đọc ở trong Tin Mừng chúng ta thấy Thiên Chúa dùng quyền năng Thiên Chúa để giải thoát con người khỏi đau khổ, khỏi chết chóc. Mù được thấy, què được đi, câm được nói, điếc được nghe, cùi hủi được sạch và chết được sống lại. Vậy là Thiên Chúa cứu con người. Tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn ngay ở lành hết á. Không có tôn giáo nào dạy người ta đi ăn cướp đâu. Nhưng không phải vì vậy mà các tôn giáo bằng nhau. Mỗi một tôn giáo đều có ánh sáng chỉ đường cả. Nhưng có những tôn giáo ánh sáng chỉ đường như là một ngọn đèn cầy. Có tôn giáo ánh sáng chỉ đường như là một bóng điện. Và có tôn giáo ánh sáng chỉ đường như là ánh sáng mặt trời vậy. Thiên Chúa ban cho chúng ta có cái đầu, có trí khôn, chúng ta phải suy nghĩ để chọn lựa. Vậy Kitô giáo giải đáp như thế nào về những vấn đề này, về những căn bản, những câu hỏi căn bản của kiếp người? Những tôn giáo khác họ cũng giải đáp, nhưng vì là một con người, dù là vĩ nhân hay là đại hiền triết đi chăng nữa, vì là một con người, do đó có giới hạn, giới hạn về mọi mặt. Do đó con đường của họ đề ra, tôn giáo của họ sáng lập ra cũng giới hạn y như họ vậy. Nghĩa là có thể giải đáp được một phần, hai phần. Có những tôn giáo biết rằng chết không phải là hết, nhưng đằng sau cái chết là cái gì thì họ không hiểu, họ không biết được. Do đó có những tôn giáo tin vào cái thuyết luân hồi. Luân hồi nghĩa là ở cái kiếp này ta sống không khá, không đàng hoàng, thì kiếp sau chúng ta trở thành kiếp trâu ngựa. Nhưng Kitô giáo do Thiên Chúa sáng lập, chứ không phải do con người sáng lập. Do đó Ngài giải đáp cho chúng ta toàn bộ và đầy đủ những câu hỏi này. Giải đáp bằng lịch sử, bằng biến cố, chứ không phải bằng lý thuyết. Khi chúng ta coi phim hay là coi kịch, chúng ta được mời gọi coi hết mọi nhân vật ở trong cái cuốn phim đó, cái vở kịch đó, thì chúng ta mới có yếu tố để bình luận, có yếu tố để tham khảo, để xem cái cuốn phim nó nói cái gì. Vậy thì Thiên Chúa, sau khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã lên một kế hoạch, ta gọi là lịch sử ơn cứu độ. Bắt đầu từ tổ phụ Abraham cho đến thời Chúa Giêsu, và cách riêng biến cố chết và sống lại của Ngài, ta gọi cái lịch sử ấy là lịch sử ơn cứu độ. Ở nơi đó Thiên Chúa tuyển chọn dân Israel là dân riêng của Ngài, và dẫn đưa cái lịch sử ấy theo ý của Ngài muốn, và giải đáp toàn bộ những vấn nạn căn bản của kiếp người. Vậy câu hỏi thứ nhất, con người từ đâu mà đến? Ở những chương đầu sách Sáng Thế giải đáp cho con người câu hỏi này. Chính Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ và con người. Con người từ Thiên Chúa mà đến. Đây là những suy tư thần học của các thần học gia Do Thái
và được Thiên Chúa linh hứng để viết ra đâu là nguồn gốc của vũ trụ và con người. Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Tôi có mặt ở trần gian này để làm gì? Anh chị em có mặt ở trần gian này để làm gì? Chúa Giêsu có mặt ở trần gian này để làm gì? Cả một lịch sử dân tộc Israel giải đáp cho chúng ta câu hỏi này. Bao lâu dân Israel bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, thì Thiên Chúa là Chúa của họ, Ngài là Cha của họ, Ngài quan tâm lo lắng cho họ từ tinh thần cho đến vật chất. Và nếu họ có bị ngoại xâm tiến đánh, thì chính Giê-hô-va Thiên Chúa là đấng bảo vệ họ. Còn bao lâu dân Israel không bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, thì việc đầu tiên là Chúa cử các ngôn sứ tới cảnh báo họ, nói cho họ biết họ đang ở trong tình trạng tội lỗi, họ đang ở trong tình trạng bất trung. Nếu họ sám hối quay trở về với Thiên Chúa, không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu họ không chịu sám hối, họ đóng lòng lại, đóng tai lại, không nghe lời cảnh báo của các ngôn sứ, thì Chúa dùng các biến cố để giáo dục họ. Trong lịch sử dân tộc Israel có rất nhiều biến cố, nhưng trong đó có một cái biến cố lớn là từ vua quan cho đến thứ dân, tất cả đều bị bắt, bị đi lưu đày ở bên Babylon. Ở bên Babylon, lòng tin của dân Chúa khủng hoảng. Họ đặt vấn đề, mình là dân riêng của Thiên Chúa mà còn gặp nông nỗi này sao? Giê-hô-va Thiên Chúa không đủ quyền năng để bảo vệ dân riêng của Ngài sao? Và Chúa cử ngôn sứ tới giải đáp cho họ, sở dĩ anh em gặp nông nỗi này là bởi vì anh em bất trung với thập giới. Hơn nữa anh em đóng tai lại, đóng lòng lại, không nghe lời cảnh báo của các ngôn sứ. Do đó hôm nay Chúa dùng biến cố này để giáo dục anh em. Cả một lịch sử dân tộc Israel diễn ra là như vậy. Bao lâu họ bước đi trong đường lối của Thiên Chúa thì họ được sống và hạnh phúc. Còn bao lâu họ không tuân giữ các giới răn của Chúa, họ rước vào cho mình những đau khổ và chết chóc. Vậy cả một lịch sử dân tộc Israel giải đáp cho chúng ta câu hỏi, con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Thưa là để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, để con người được sống và hạnh phúc. Nếu cả một lịch sử dân tộc Israel chưa đủ để thuyết phục chúng ta, thì điểm tới của lịch sử ấy là Chúa Kitô, đỉnh cao của mặc khải Thiên Chúa, là con Thiên Chúa làm người, là Đức Kitô. Đức Kitô đến, Ngài trực tiếp giải đáp cho chúng ta câu hỏi này. Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Đức Kitô có mặt ở trần gian này để làm gì? Đức Giêsu trả lời, Thầy đã tự trời mà đến không phải để thực hiện ý Thầy, mà thực hiện ý Đấng đã sai Thầy. Lương thực của Thầy là làm theo ý Đấng đã sai Thầy. Ở trong vườn Giê-xi-ma-ni, đối diện với đau khổ và chết chóc, Đức Giêsu đã xin ý của Cha được thành sự. Như vậy chúng ta thấy cuộc đời của Đức Giêsu có một cái câu thúc trên cuộc đời của Ngài là thực hiện ý của Thiên Chúa Cha, thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa về Ngài. Như vậy con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Cả một lịch sử dân tộc Israel và điểm tới của lịch sử ấy là Đức Kitô giải đáp cho chúng ta câu hỏi này. Con người có mặt ở trần gian này để bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, để con người được sống và hạnh phúc. Tại sao con người lại phải đau khổ? Tại sao con người lại phải chết? Đấy là kinh nghiệm của ông bà Nguyên Tổ sau khi phạm tội. Đấy cũng là kinh nghiệm của suốt chiều dài của lịch sử dân tộc Israel khi họ bất trung với thập giới, khi họ không bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, đấy cũng là kinh nghiệm của con người văn minh tiến bộ của chúng ta ngày hôm nay nữa. Chúng ta đang sống trong thế giới tục hóa, con người chối bỏ Thiên Chúa và chạy theo ma quỷ, chạy theo các tà thần. Do đó con người rước vào cho mình những đau khổ và chết chóc.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi thế giới chúng ta là một thế giới đang sống trong nền văn hóa của sự chết, là nền văn hóa của ma quỷ, phá thai, tự tử, chết êm dịu, cổ võ chiến tranh, phát triển vũ khí, đánh cảm tử, bắt cóc các con tin, vân vân. Tất cả những thứ đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi thế giới chúng ta là một thế giới đang sống trong nền văn hóa của sự chết, bởi vì con người đã quyết định loại trừ Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống, là nguồn mạch của tình yêu ra khỏi cuộc sống của mình, ra khỏi cái thế giới này. Sau khi chết, con người đi về đâu? Và Thiên Chúa đã giải đáp cho chúng ta bằng biến cố cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Biến cố Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Thiên Chúa muốn nói với thế giới rằng chết không phải là hết, nhưng đằng sau cái chết còn cả một cuộc sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa muốn mời gọi mỗi người trong chúng ta bước vào. Và để bảo đảm điều ấy, Ngài đã phục sinh con Ngài. Ngài cho Đức Giêsu từ cõi chết sống lại. Thưa anh chị em, như vậy chúng ta nhìn lại từ đầu lịch sử ơn cứu độ, là bắt đầu từ tổ phụ Abraham cho tới thời Chúa Giêsu, và cách riêng biến cố chết và sống lại của Ngài giải đáp cho con người chúng ta toàn bộ những vấn nạn căn bản của con người. Con người từ đâu mà đến? Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Sau khi chết, con người sẽ đi về đâu? Tại sao con người phải đau khổ? Tại sao con người lại phải chết? Và tất cả những lịch sử ấy, các biến cố ấy được viết tóm gọn lại ở trong quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là một quyển sách, gọi một quyển sách thì không có đúng đâu. Nó là một tủ sách, một tủ sách, bởi vì đấy là gồm những quyển sách khác nhau, viết vào những thời đại khác nhau, do những con người khác nhau. Nhưng người ta tìm được một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt từ cuốn đầu tiên cho đến cuốn cuối cùng, nói lên giáo huấn của Thiên Chúa một cách tiệm tiến, từ từ, và đạt tới mức hoàn hảo nơi giáo huấn của Chúa Kitô. Như vậy quyển Kinh Thánh là viết lại những lời nói của Thiên Chúa, những hành động của Thiên Chúa trong lịch sử ơn cứu độ. Anh chàng sinh viên nghe tôi nói như vậy, anh ta suy nghĩ, anh bảo tốt lắm, đúng lắm. Ở kỳ sau còn tới đây dẫn thêm người yêu nữa, nhờ cha thuyết phục dùng. Sau đó một thời gian tôi đổi đi đơn vị mới, tôi tiếc là không được gặp anh ta lại. Thưa anh chị em, chúng tôi phải khá vất vả đối với giới trẻ, nói với họ rằng tôn giáo là việc làm của một con người có lý trí, chứ không phải là một loại thuốc phiện để mê hoặc quần chúng. Đối tượng lòng tin của chúng ta là một Đức Giêsu đang sống. Thánh Phaolô té ngựa, Ngài chạm vào cái gì? Khi Thánh Phaolô té ngựa, Ngài nghe được một giọng nói: Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt bớ ta? Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giêsu Nazareth, ngươi đang bắt bớ. Như vậy Thánh Phaolô té ngựa, Ngài không chạm vào một lý thuyết, Ngài không chạm vào một hệ thống tư tưởng, Ngài không chạm vào một hệ thống thần học. Nhưng thưa anh chị em, Thánh Phaolô chạm vào một con người đang sống. Đó là Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu đã hiện ra với các tông đồ. Đức Giêsu đánh té ngựa Thánh Phaolô trước khi vào thành Đa-ma-cô. Đức Giêsu đó, ngày hôm nay Ngài đang có mặt ở đây. Ngài đang có mặt ở đây, Ngài thấy mỗi người trong anh chị em, và Ngài thấy gia đình của anh chị em nữa. Chúa Giêsu nói: Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế, là Chúa đang có mặt ở đây rồi. Chúng ta đâu có phải chờ Ngài, Ngài có mặt ở đây rồi.
Thành ra ở trong tin mừng Chúa nói có một vế thôi: ai tìm thì sẽ gặp, ai tìm thì sẽ gặp, bởi vì Ngài, Ngài có ở đây rồi, phía của Ngài là xong rồi. Chỉ còn phía của ta có muốn đi tìm Ngài không, ta có muốn gặp Ngài không, ta muốn thưa chuyện với Ngài không, đấy là chuyện tự do của mỗi người. Thế chúng ta đang sống đạo tốt như thế đấy, có một cái giáo phái đến nói không có Thiên Chúa đâu, chết là hết đấy, cứ ăn chơi đi, cứ hưởng thụ đi, mình không phải trả lẽ cuộc đời của mình với ai cả. Nói Thiên Chúa là như vậy, chúng ta theo Chúa trong lòng tin, Chúa sẽ thử thách chúng ta trong lòng tin. Ở cái miền truyền giáo kia thì đạo thì có đạo, nhưng mà chứng minh nhân dân là anh tôn giáo nào họ đều không hết. Vậy tôi nói các anh chị em chỉ mới nhận ra ông Phêrô chối thầy, còn không nhận ra mình chối Chúa. Chúa là vì yêu thương ta, cho đó Ngài đã chết trên thập giá. Đáng lẽ chúng ta phải có một cái chết như thế này, nhưng mà Chúa đến và chết thay cho chúng ta. Bây giờ đến phiên chúng ta làm chứng và rao giảng cho Ngài, thì để chứng minh nhân dân đây là không, chứ không sẽ có đạo nào hết. Đấy là những người chưa gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Đấy là những người có đạo thôi, họ chẳng biết Chúa Giêsu là ai cả. Anh chị em nhìn vào giáo hội rất nhiều như vậy, đạo thì có đạo nhưng mà không biết Chúa Giêsu là ai cả, vì chưa gặp gỡ Ngài. Cũng rất có thể là kinh kệ thì nhiều lắm, có thể sáng đi lễ, chiều đi nhà thờ, nhưng mà khi đụng trận là mời làm chứng thì đều là không, không có gì cả. Đấy là những người không có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. Vậy như hôm qua tôi có trình bày với anh chị em, để có cuộc gặp gỡ thì hai bên phải muốn tìm nhau, phải đến đúng giờ, đúng địa điểm. Về phía của Chúa Giêsu thì Ngài đã làm xong cái công việc tìm ta rồi, Ngài đã tới điểm hẹn rồi và đang chờ đợi ta. Mỗi người trong chúng ta đây đều có một điểm hẹn cả. Điểm hẹn của Thánh Phaolô là biến cố té ngựa trước khi vào thành Damasco. Điểm hẹn của ông Giakêu là ở dưới gốc cây sung. Điểm hẹn của Thánh Matthew là ở bàn thu thuế. Mỗi người trong chúng ta đều có một cái điểm hẹn như vậy. Nhưng mà rồi nhiều khi Chúa chờ đợi chúng ta lâu quá, Chúa thấy chúng ta bận tâm cái gì chứ đâu có bận tâm đi tìm Ngài, đâu có bận tâm về đến ơn cứu độ. Anh chị em nên thử suy nghĩ xem ta có cái công chuyện nào cấp bách và quan trọng hơn công việc lo cho mình được ơn cứu độ không? Vì lời của Chúa nói được lời lãi cả vào thế giới này mà mất linh hồn thì phải kể là vô ích. Thế rồi chúng ta có bận tâm lo cho phần rỗi của mình không? Và Chúa thấy chúng ta nghe theo dụ dỗ của ma quỷ, lo những công việc đâu đâu, còn phần rỗi của mình là buông trôi. Do đó nhiều khi là Chúa kêu gọi người ta, Chúa báo đánh thức người ta, Chúa đẩy người ta vào chân tường, Chúa gửi đau khổ tới, để rồi người ta mới đặt ra những câu hỏi này. Đêm về người ta mới đặt tay lên trán để suy gẫm: con người là ai? Con người từ đâu mà đến? Tôi có mặt ở trần gian này để làm gì? Chết rồi tôi sẽ đi về đâu? Chúa có đấy, Chúa sẽ giải đáp cho. Chúa sẽ cho chúng ta cảm nghiệm được tình thương của Chúa trên đời mình. Thành ra chúng ta phải tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đang cho phép xảy đến trên thế giới tục hóa của chúng ta. Như lời Thánh Phaolô dạy, anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi dịp, vì đấy là ý của Chúa về anh em. Vì trong một cái thế giới tục hóa, con người không quan tâm tới Thiên Chúa mà muốn đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Do đó Ngài phải gọi những lời gọi rất lớn và nhiều khi là đau đớn, để con người có cơ may hồi tâm. Còn bằng không thì khó khăn lắm. Nhìn vào lịch sử cứu độ, nhìn vào lịch sử giáo hội, chúng ta thấy Chúa đã tuyển chọn những con người ban cho được gặp gỡ Ngài
Thí dụ như là Thánh Ignacio de Loyola, Ngài là một sĩ quan đang điều khiển binh lính ở ngoài mặt trận. Rồi không may cho Ngài, Ngài bị trọng thương. Rồi người ta đem Ngài vô bệnh viện để cấp cứu. Rồi người ta đưa cho Ngài hai cuốn sách Hạnh Các Thánh và Gương Chúa Giêsu. Ngài cầm lấy mà đọc cho nó đỡ buồn. Và rồi hai quyển sách đó đã biến đổi cuộc đời Ignacio. Ông đã gặp gỡ Đức Kitô qua hai cuốn sách đó. Để rồi ông từ một hiệp sĩ trần gian được Chúa biến đổi thành hiệp sĩ nước trời. Và Chúa đã sử dụng ông để lập một hội dòng lớn ở trong giáo hội. Đó là dòng tên Thánh Ignacio de Loyola, vị sáng lập dòng tên. Nó bắt đầu từ cái chỗ bị thương ngoài mặt trận. Mình cứ lo hiệp sĩ trần gian làm sao trau chuốt, ăn mặc, đeo kiếm, làm sao cho oai vệ. Tất cả những thứ đó là hiệp sĩ của trần gian, chẳng ơn ích gì cả. Và rồi cuối cùng bị trọng thương. Đấy là điểm hẹn của Thánh Ignacio. Đấy là điểm Chúa hẹn. Và rồi Thánh Nhân đang gặp Ngài. Cái vấn đề của chúng ta là phải gặp gỡ Đức Kitô, anh chị em ạ. Gặp gỡ Đức Kitô, tin mừng là như vậy. Kitô giáo là tin mừng chứ không phải là một nền luân lý. Tin mừng là gì? Tin mừng là cá nhân tôi với cá nhân Chúa Giêsu gặp nhau. Cá nhân Thánh Phaolô với cá nhân Chúa Giêsu gặp nhau. Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt bớ ta? Thưa Ngài, Ngài là ai? Ta là Giêsu Nazareth, ngươi đang bắt bớ. Chạm vào một con người có đối thoại đàng hoàng. Tin mừng là như vậy anh chị em. Cái đấy mới giúp chúng ta sám hối. Cái đấy mới giúp chúng ta đổi đời. Cái đấy mới giúp chúng ta có một lòng tin sống động và trưởng thành. Cái đó mới giúp chúng ta làm chứng và rao giảng tin mừng được. Bởi vì chúng ta chỉ cho người khác cái gì mình có thôi chứ. Làm sao mà mình có thể cho người khác cái gì mình không có được. Muốn rao giảng tin mừng thì trước hết mình phải kinh nghiệm là Chúa đến, Chúa cứu mình là như thế nào cái đó. Mình phải kinh nghiệm Chúa đến, Chúa cứu mình là như thế nào cái đã. Rồi từ đó mình mới đem cái kinh nghiệm đó mà rao giảng cho người khác. Chứ không phải là học ở trong sách vở rồi đi giảng đâu, không có. Một người không gặp gỡ Đức Kitô phục sinh không làm chứng được, không rao giảng được. Vì họ có đâu, họ có cái kinh nghiệm đó đâu. Đạo đức thì có, đạo thì có, nhưng mà không được biến đổi. Bao nhiêu mùa vọng, bao nhiêu mùa chay, họ vẫn là họ, không đổi mới được cái gì cả. Bởi vì không gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, Ngài đang ở đây, Thầy ở cùng với anh em mọi ngày cho đến tận thế là Chúa đang ở đây. Vì sáng lập dòng của chúng tôi là Thánh Alfonso de Maria de Liguori. Ngài là một vị luật sư. Ông suy nghĩ rằng nếu ở ngoài xã hội công lý không được tôn trọng thì ít ra ở pháp đình, ở tòa án thì công lý phải được tôn trọng. Và ông đem tất cả tài năng của mình để phục vụ tòa án. Cuộc đời của Thánh Alfonso là một vị luật sư tài giỏi, do đó ông chưa hề thua một vụ kiện nào cả. Cuộc đời của luật sư Alfonso chỉ thua có một vụ kiện thôi. Là bởi vì trong cái vụ kiện này người ta đã dùng tiền bạc và quyền hành để tráo trở cái vụ kiện, biến thắng thành thua. Alfonso kinh nghiệm được cái điều ấy. Thế là cả tòa án cũng lắt léo lượn lẹo được. Cả luật sư cũng lắt léo lượn lẹo được. Vậy trước nay là Ngài suy nghĩ không được đúng lắm. Chỉ nghĩ rằng nếu ở ngoài xã hội công lý không được tôn trọng thì ít ra là ở nơi pháp đình, ở nơi tòa án phải được tôn trọng. Thế nhưng Ngài đã lầm. Và đã sau khi đã nhận ra được cái điều ấy, Alfonso phát biểu: hỡi thế gian, nay ta mới biết mặt ngươi. Hỡi pháp đình,
hỡi tòa án vĩnh viễn ngươi. Ông cởi áo luật sư ra, không làm nghề luật sư nữa. Luật sư cũng ăn gian nói dối, tòa án cũng thay trắng đổi đen, không phục vụ tòa án nữa, không hành nghề luật sư nữa. Đấy là điểm hẹn của Thánh Alphonso. Chúa hẹn Thánh Alphonso ở tòa án, anh chị em. Một con người như vậy và đã được Chúa trưng dụng để thiết lập một hội dòng ở trong giáo hội, ta gọi là dòng Chúa Cứu Thế. Mỗi người trong chúng ta đều có điểm hẹn hết. Và Chúa nói rồi, ai tìm thì sẽ gặp. Như vậy ai không tìm thì sẽ không gặp. Một người nào cứ rảnh thì đánh bạc, rảnh thì uống rượu, làm sao mà gặp Chúa được? Người đó có đi tìm Chúa đâu. Mình có trăn trở trong cuộc đời của mình là gặp gỡ Chúa đâu. Vậy thì để đạt được một lòng tin sống động, đạt được một lòng tin trưởng thành, để có thể làm chứng và rao giảng tin mừng, thì mỗi người chúng ta phải có kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô phục sinh. Nếu anh chị em có những người chưa được gặp gỡ Chúa, anh chị em hãy cầu nguyện giống như là cha Sạc Đồ Phô Cô, khi Ngài còn đang ở trong thân phận con người, thân phận tội lỗi. Ngài cầu nguyện thế này nè: lạy Chúa, con nghe người ta nói có Chúa, con nghe người ta nói Chúa đang hiện diện, con nghe người ta nói Chúa đang sống. Vậy lạy Chúa, nếu Chúa có thật, xin cho con được gặp Ngài. Đấy là lời cầu nguyện của anh Sạc Đồ Phô Cô khi anh còn đang ở trong tình trạng tội lỗi. Và rồi Chúa đã cho anh gặp. Chúa đã đến và anh đã gặp. Và anh đã được biến đổi. Thế vai trò đức tin trong đời sống cá nhân giúp chúng ta trưởng thành về đời sống lòng tin. Các anh sinh viên đại học thứ ba đó là bởi vì anh chỉ có đạo thôi, chứ anh có gặp gỡ Chúa đâu. Thành ra bây giờ có người nào đến nói không có Thiên Chúa đâu, chết là hết đấy, cứ ăn chơi đi, cứ hưởng thụ đi, mình không phải trả lẽ cuộc đời của mình với ai cả. Thế ra anh suy nghĩ mùa, phải từ trước giờ mình lầm. Mình theo đạo vậy là mình lầm. Đạo của Mỹ, đạo của Pháp nó mang tới, chứ còn đâu phải đạo gì đâu. Thế ra anh ta bị khủng hoảng và anh ta bỏ đức tin luôn. Không còn sống đạo nữa. Thì hôm ấy thì ông Lăng mang lách thách tới, cũng chia sẻ hoàn cảnh gia đình về cái chuyện khó xử của anh đối với mẹ già. Rồi tôi cũng góp ý với anh. Thế thì mỗi người trong chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa thì chúng ta mới đứng vững được trong những thử thách của cuộc sống. Còn bằng không thì té ngã thôi. Tôi lại phải lặp lại cái tuần cám dỗ ở vườn Gethsemane hôm qua tôi đã nói rồi. Chúa nói nội trong đêm nay tất cả anh em sẽ bỏ Thầy. Nhưng rồi các ông đều dựa vào sức mình hết. Sức đàn ông, sức bắp thịt. Làm gì có chuyện bỏ Thầy. Làm gì có chuyện chối Thầy. Nhưng rồi cuối cùng không ai nào tỉnh thức, không ai cầu nguyện, té ngã hết. Nhóm 12 là nhóm thân tín nhất của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu bị bắt, một vị bán Thầy, một vị chối Thầy, còn 10 vị bỏ chạy. Ngày hôm nay nếu chúng ta không tỉnh thức và cầu nguyện, chúng ta sẽ bán Thầy thôi, chúng ta sẽ chối Thầy thôi, và chúng ta sẽ bỏ chạy thôi. Vì chúng ta không thể theo Chúa bằng cái sức con người của chúng ta được. Chúng ta phải theo Chúa bằng ơn Thánh Thần. Đức Kitô sống và hành động ở trong tôi thì chúng ta mới có thể theo Chúa được. Chúng ta mới đứng vững trước những thử thách của cuộc sống. Còn bằng không thì khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Thiên Chúa gửi thử thách tới là mỗi người chúng ta tự giới thiệu mình là cái loại nào? Rằng chúng ta là người con trung thành hay chúng ta là một đầy tớ bất trung? Trong đời sống gia đình cũng vậy. Hôn nhân và gia đình ngày hôm nay đang lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Khủng hoảng trầm trọng là bởi vì người ta thấy nạn nạo phá thai lan tràn, ly thân ly dị khá cao. Một số các bạn trẻ chủ trương hôn nhân thử nghiệm. Một số khác nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng mà không đăng ký gì cả, không có trách nhiệm gì hết. Muốn ở thì ở và muốn bỏ là bỏ. Và một số nước trên thế giới đã công nhận các đôi đồng tính luyến ái như là những gia đình chính thức, phá vỡ cái cơ cấu căn bản về hôn nhân gia đình theo quy định của Thiên Chúa là một nam một nữ. Thì Đức Giê-xu là ánh sáng của Thiên Chúa đến trên thế giới này.
để giải đáp cho con người những câu hỏi căn bản của kiếp người. Con người là ai? Con người từ đâu mà đến? Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Tại sao con người phải đau khổ lại phải chết? Giải đáp bằng lịch sử, giải đáp bằng các biến cố, chứ không phải bằng lý thuyết suông. Ở trong phạm vi gia đình, Đức Giêsu cũng là ánh sáng để hướng dẫn ra gia đình, mỗi người anh chị em, mỗi gia đình anh chị em. Nhìn vào gia đình ngày hôm nay, nạn nạo phá thai lan tràn. Niềm tin Kitô giáo là ánh sáng chỉ đường, mời gọi hai vợ chồng trong niềm tin Kitô giáo hãy tôn trọng sự sống, bởi sự sống là ơn ban của Thiên Chúa cho nhân loại. Số ly dị khá cao. Đức Kitô là ánh sáng chỉ đường, mời gọi hai anh chị trong đời sống gia đình hãy trung tín và trung thủy với nhau. Bởi vì khi cử hành bí tích hôn nhân, hai người nắm tay nhau trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội, cam kết hứa là sẽ trung thành với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, và tôn trọng nhau mọi ngày suốt đời mình. Vậy ta phải nhờ ơn của Chúa, ta mới trung tín với nhau anh chị em ạ. Đấy là hoa quả của Thánh Thần. Hoa quả của Thánh Thần là bác ái, là bình an, là hoan lạc, là nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Trung tín đây là trung tín với Chúa và trung tín với nhau. Thành ra gia đình bây giờ, nếu có giờ kinh tối trong gia đình, nếu như hôm qua tôi nói đấy, là một mái ấm. Gia đình là một mái ấm. Còn gia đình bây giờ quá bận rộn, quá cấp tốc, việc nào cũng cần thiết cả. Bận rộn cho đến nỗi không còn giờ tham dự thánh lễ, không còn giờ đọc kinh cầu nguyện vào buổi tối để thờ phượng Chúa, thì gia đình không còn là mái ấm nữa. Cái nguyên do sâu xa nhất làm cho các gia đình ngày hôm nay không hạnh phúc và tan vỡ là các gia đình đã gạt Thiên Chúa ra khỏi gia đình của mình. Lúc nào cũng cấp tốc, tất bật, lúc nào cũng vật chất và kinh tế, để rồi không còn giờ ngồi chung với nhau đọc sách thánh và suy gẫm lời Chúa, không còn giờ ngồi chung với nhau lần chuỗi mân côi kính mến Đức Mẹ, không còn giờ ngồi chung với nhau lần chuỗi lòng thương xót, để đặt cuộc đời ta, đặt gia đình ta dưới lòng thương xót của Chúa. Chúng ta sống trong một xã hội, tệ nạn xã hội ngày một nhiều. Chúng ta biết là do hậu quả của tội nguyên tổ, chúng ta dễ làm điều xấu hơn làm điều tốt. Thánh Phaolô khi nhìn vào chính mình, ngài ngán ngẩm quá thể, sao cái con người của tôi nó kỳ cục quá, tôi biết cái điều này là điều tốt tôi không làm, còn tôi biết cái điều kia là điều xấu, là điều tội, nhưng rồi tôi lại cứ làm. Thánh nhân cứ quay quắt trong con người của mình mà không tìm đường ra được. Và cuối cùng là tự đánh giá mình, tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác hay chết này? Và thánh nhân đã tìm được lời giải đáp, tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, con người chúng ta phải đón nhận Đức Kitô là ơn cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta mới sống cho ra một con người, và hơn nữa cho ra người con của Thiên Chúa. Còn bằng không thì nó ra cái gì ấy? Chúng ta cứ nhìn vào thế giới tục hóa, nhìn vào cái xã hội Việt Nam của chúng ta, một xã hội không cần Thiên Chúa, một xã hội không cần ơn cứu độ, thì chúng ta thấy tệ nạn xã hội tràn đầy, tội lỗi tràn đầy. Bởi vì giữa điều tốt và điều xấu, người ta chỉ có khuynh hướng làm điều xấu thôi, mà không cần cái trường nào mở để dạy người ta làm điều xấu cả. Nhưng khi người ta làm điều xấu đó, là người ta có sáng kiến và phát huy rất nhanh. Còn để làm điều tốt, ta phải có ơn của Chúa và nỗ lực của bản thân ta mới làm được. Thành ra tệ nạn xã hội ngày một nhiều là bởi vì người ta có muốn sống cho ra người, và cho ra người con của Thiên Chúa thì phải đón nhận ơn cứu độ. Còn bây giờ Chúa buông chúng ta ra một cái là chúng ta nằm trong đống tội liền. Bởi vì Thánh Phaolô nói tôi biết cái điều này là điều tốt nhưng tôi không làm, còn kia là điều xấu nhưng tôi lại cứ làm. Tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ cứu tôi khỏi cái xác hay chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thánh Phaolô viết điều đó ở trong thơ Roma chương 7 câu 14 đến câu 24.
anh chị em nhớ về đọc lại cái đấy. Cái thân phận con người của chúng ta do hậu quả của tội nguyên tổ là chúng ta chỉ có làm điều xấu thôi, không làm điều tốt được. Vậy ta mới cần Chúa cứu ta chứ. Chứ nếu mà ta ngon thì ta cần Chúa cứu chi? Chúa buông chúng ta ra một cái là chúng ta nằm trong đống tội liền. Vậy thì trong đời sống gia đình, mời gọi hai anh chị chu toàn trách nhiệm mà Chúa trao phó là giáo dục con cái để trở thành một người trưởng thành về mặt con người, trưởng thành về đời sống lòng tin, để tung ra ngoài xã hội những người con biết dấn thân phục vụ anh em đồng loại. Một gia đình nào có những người con biết dấn thân phục vụ anh em đồng loại, đấy là một gia đình hạnh phúc. Bởi vì cha mẹ đã chu toàn tốt cái trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó cho là giáo dục con cái. Còn nếu cha mẹ nào có những người con tối đến người ta cứ đến nhà mình phiền hà hoài, con ông con bà, con anh con chị làm sao mà tôi hở ra cái gì nó lượm hết, nó bán sạch, thì chắc gia đình đó không hạnh phúc đâu. Bởi vì cha mẹ đã không vuông tròn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao phó. Câu hỏi thứ tư trong nghi thức hôn phối: anh chị có sẵn sàng đón nhận con cái Chúa ban và giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội Thánh không? Và mỗi người trong chúng ta phải trả lẽ trước Thiên Chúa về cái câu hỏi đó. Thế rồi khi chúng ta sống một mình, thế là chúng ta, cái tôi của mỗi người khi lấy nhau thì trở thành cái chúng ta, và sống với nhau nhiều khi cái chúng ta lại trở thành cái chúng tôi khép kín. Vậy niềm tin Kitô giáo là ánh sáng chỉ đường, mời gọi hai người trong đời sống gia đình hãy sống viễn tượng nước trời. Hãy làm những công việc gì để đạt tới ơn cứu độ, để giúp cho anh chị em của mình đạt tới ơn cứu độ. Như vậy, niềm tin Kitô giáo là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta trong giai đoạn tối tăm thử thách ngày hôm nay. Và niềm tin Kitô giáo là sức mạnh giúp chúng ta vượt trở ngại, vượt mọi khó khăn. Là con cái của Chúa, chúng ta không thất vọng trong bất cứ hoàn cảnh nào, bởi vì chúng ta có Đức Kitô là Chúa. Và trong mọi tình huống, dù có bị đát đến đâu đi chăng nữa về bên ngoài, chúng ta vẫn tin cậy nơi Chúa, Chúa sẽ cứu ta. Ngài sẽ đủ quyền năng để biến đổi sự dữ thành sự lành. Ngài đủ quyền năng để biến đổi tội lỗi thành tội hồng phúc. Ngài đủ quyền năng để biến đổi đau khổ thành niềm vui. Chúng ta biết gia đình bà Thánh Monica là không có hạnh phúc lắm đâu. Nếu bà Monica là người thường thôi, chắc là cũng đã ra tòa ly dị lâu rồi. Mà ra tòa ly dị thì làm gì chúng ta có Thánh bà Monica, làm gì lại càng có Thánh, càng không có Thánh Augustino nữa. Thế nhưng bà Monica, bà là người tin Chúa, bà có Chúa ở cùng. Chỗ nào đối thoại được với chồng con thì đối thoại, còn chỗ nào không đối thoại được với chồng con, bà dành để đối thoại với Chúa. Sau nhiều năm sống với bà Monica, ông chồng của bà là ông Patricio nhận ra một điều: mình vũ phu quá, vợ mình tốt quá, không được, phải sám hối thôi, phải sám hối. Và ông quyết định sám hối, ông tình nguyện đi học đạo. Bà Monica khi biết ông chồng của mình tình nguyện đi học đạo là bà ngạc nhiên quá chừng, vì bà không bao giờ khuyên cái ông này theo đạo bao giờ cả. Ông là một tay vũ phu, ông ngồi yên cho tôi được là tốt lắm rồi, chẳng cần phải đạo nghĩa gì với cái ông này cả. Nhưng rồi ông đã tình nguyện đi học đạo. Ông Augustino cũng ăn chơi như ông bố vậy. Nguyện vọng của bà Monica, bà cầu nguyện với Chúa là xin Chúa thương xót con và ban con được một ơn, là trước khi con nhắm mắt lìa đời, con được trông với thằng con trai của con là một tín hữu công giáo bình thường. Đấy là lời cầu nguyện của bà Monica về Augustino. Và Chúa đã nhậm lời, chẳng những ban cho Augustino là một tín hữu công giáo bình thường, Ngài còn làm tới đức giám mục. Và sau khi qua đời được giáo hội phong làm tiến sĩ hội thánh. Làm giám mục với lại làm tiến sĩ hội thánh, cái đấy bà Monica không có cầu. Bà chỉ cầu cho con bà là một tín hữu công giáo bình thường thôi.
Nhưng rồi Thiên Chúa đã đáp lại quá cái điều mà bà Monica mong đợi. Cái đấy là Thiên Chúa biến đổi sự dữ thành sự lành đấy anh chị em. Chúa biến đổi tội lỗi thành tội hồng phúc đấy. Anh chị em thử hỏi công an xem có cái tội nào tội hồng phúc không? Công an họ sẽ trả lời là không có tội nào tội hồng phúc hết. Tội thường thì phạt vi cảnh báo. Còn tội nặng thì có còng sâu số 8, chứ không có cái tội nào gọi tội hồng phúc cả. Thế trong những ngày bình thường chúng ta nhìn về cái tội nguyên tổ, nhiều khi là cũng thở dài. Ông bà nguyên tổ phạm tội để rồi rước đau khổ và chết chóc cho con cháu muôn đời. Nhưng chỉ có mỗi cái đêm thứ bảy vọng phục sinh, cái đêm mừng Chúa sắp lại, giáo hội nhìn về tội nguyên tổ và ca tụng cái tội này. Ôi tội hồng phúc, ôi tội hồng phúc, vì chính vì cái tội này mà Thiên Chúa ban cho chúng ta một vị anh hùng cứu tinh, anh hùng đến như vậy. Là bởi vì Thiên Chúa đủ quyền năng để biến đổi sự dữ thành sự lành, tội lỗi thành tội hồng phúc, đau khổ thành niềm vui. Bây giờ thì tôi thấy là gia đình khủng hoảng. Đến lễ bà Monica là tôi thấy người ta kiệu bà Monica đấy. Nhưng mà hình như trong gia đình không ai muốn đóng vai bà Monica cả. Cái khó là cái chỗ đấy. Cái khó bởi vậy người ta phải có đầy ơn Thánh Thần anh chị em. Ta phải Đức Kitô sống và hành động ở trong tôi, phải đầy ơn Thánh Thần thì chúng ta mới làm được chuyện đấy. Chúng ta mới đóng bài vai bà Monica được. Ở trong thời Hebrew chương 9 câu 22b có nói câu này: không đổ máu không có ơn tha tội. Không đổ máu không có ơn tha tội. Chúa Giêsu cứu ta đó là Ngài phải chết. Bà Monica muốn cứu chồng con của mình đã mười mấy năm trời, trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong đau khổ và nước mắt mới cứu chồng con của mình được. Chúa Giêsu là Ngài đổ máu trực tiếp, còn bà Monica là đổ máu thiêng liêng, trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong đau khổ và nước mắt mới cứu chồng con của mình. Có một cái giáo sư kia, bà mẹ là có chân trong hội đồng giáo sư, tự nhiên thấy con trai của mình đã có gia đình rồi, bỏ vợ đi với một chị kia. Chị kia cũng đã có chồng rồi. Nói tóm lại là một bên bỏ vợ, còn một bên bỏ chồng, ráp lại với nhau. Bà ấy là có chân trong hội đồng giáo sư, giáo bà la toáng lên. Bà la toáng lên quá thể, làm ồn ào tất cả mọi chuyện. Thôi rồi ngày hôm sau không biết là có ai giới thiệu bà ấy lên gặp tôi ở trên Kỳ Đồng. Thì tôi nói với bà ấy rằng là bây giờ con cái bà lớn rồi, họ đều là những người có vợ, có chồng cả rồi, có con rồi nữa. Do đó bà lên nói một lần, hai lần thôi, không nên nói nhiều. Thì hai cũng hiểu biết chuyện đó cả rồi. Rồi Chúa dạy chúng ta cái giải pháp để mà sửa chữa nhau đấy. Khi anh em ngươi có lỗi phạm gì đến ngươi thì mình ngươi với nó thôi. Mình ngươi với nó thôi. Nếu nó nghe ngươi thì ngươi được lợi, một người anh em. Vậy thì một mình bà với con bà, với cái chị kia nữa, nói nhỏ thôi chứ bà cần gì phải la toáng lên. Biến đổi lòng người là do ơn của Chúa chứ đâu phải do cái chuyện la toáng của bà lên mà giải quyết được vấn đề. Với bà cứ nói là chúng con ơi, chúng con có vợ có chồng cả rồi, như thế này là ngoại tình chứ không phải là vợ chồng. Căn bệnh SIDA mãi cho đến ngày hôm nay chưa tìm được thuốc chữa. Đó là lời cảnh báo của Chúa về một thời đại trong đó con người ăn chơi một cách thái quá và bất trung trong đời sống vợ chồng. Vậy chúng con lo mà buông nhau ra, vì đây không phải là vợ chồng, đây là ngoại tình. Thành ra một số cái giáo phận nào đó, Đức Giám Mục tuyên bố những cái người đứng ra tổ chức cho đám cưới thứ hai hay là những người đi tham dự cái đám cưới thứ hai, mặc dù người ta đã có vợ, có chồng rồi, giờ bỏ vợ, bỏ chồng đi tổ chức đám cưới thứ hai,
Thì theo lời của Chúa Giêsu ở trong Marco chương 10 câu 1 đến câu 10, đấy là ngoại tình, đấy không phải là vợ chồng. Ai bỏ chồng đi lấy chồng khác là ngoại tình, và ai bỏ vợ đi lấy vợ khác cũng phạm tội ngoại tình nữa. Marco chương 10 câu 1 cho đến câu 10. Thành ra khi ta tổ chức cái đám cưới lần thứ hai, khi ta đi tham dự đám cưới lần thứ hai là ta đồng lõa với cái tội ngoại tình kia. Thành ra đứng ra một phạt vạ. Vạ đây không phải là vạ tuyệt thông, vạ thường thôi, mà phải xưng tội với cha trưởng mới được giải. Để anh chị em hiểu là khi đứng ra tổ chức đám cưới lần thứ hai mà vợ còn sống, chồng còn sống thì đấy là ngoại tình, chứ không phải là vợ chồng. Mà bây giờ ta đi tham dự cái đám cưới đó là ta tham dự vào cái ngoại tình của họ. Ta đồng lõa với cái ngoại tình của họ. Thế rồi tôi nói với cái bà phó chủ tịch của đồng giáo xứ, tôi nói là Chúa muốn cứu ta đó là Ngài phải chết. Bà Monica muốn cứu chồng con của mình nhá, 18 năm trời, nhiều hơn nữa, trong cầu nguyện, trong hy sinh, trong đau khổ và nước mắt mới cứu được chồng con của mình. Máu không đổ ra, không con tha tội. Vậy bà nói với con bà một vài điều nhỏ nhẹ vậy thôi, vì nó lớn cả rồi, nó có vợ, có chồng cả rồi. Rồi thì bà dành nhiều giờ cầu nguyện cho nó, lần chuỗi mân côi cho nó, khóc lóc với Chúa cho nó như bà Monica ấy. Để khi nào mà Chúa thấy cái sự hy sinh của bà là đủ thì Chúa hoán cải nó. Chúa hoán cải chứ không phải bà la toáng này để bà làm, bà hoán cải nó. Bà la toáng này để chỉ xấu hổ thôi, chứ không có hoán cải ai được hết. Bởi hoán cải lòng người là do ơn của Chúa, chứ không do tài đức của con người. Vậy thưa anh chị em, Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa đến trên nhân loại này để giải đáp cho con người chúng ta toàn bộ những vấn nạn căn bản của con người, mà giải đáp bằng lịch sử, bằng biến cố. Con người là ai? Con người từ đâu mà đến? Con người có mặt ở trần gian này để làm gì? Sau khi chết con người sẽ đi về đâu? Tại sao con người phải đau khổ? Tại sao con người lại phải chết? Và Đức Kitô là ánh sáng của Thiên Chúa đến hướng dẫn gia đình Kitô giáo ngày hôm nay đang ở trong tình trạng hôn nhân gia đình lâm vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Và Đức Kitô là ánh, là sức mạnh của thần khí, sức mạnh của Thiên Chúa giúp gia đình vượt qua được những sóng gió thử thách trong đời sống gia đình. Vậy xin Chúa đến với chúng ta, ban cho chúng ta, cho gia đình anh chị em được tràn đầy ơn Thánh Thần, đón nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình, đón nhận Chúa vào trong gia đình của mình, để được Ngài tái tạo và đổi mới, và giúp chúng ta bước đi trong đường lối của Thiên Chúa, trung thành với Ngài trong mọi thử thách của cuộc sống, và hoàn thành sứ mạng mà Chúa muốn mỗi người trong chúng ta phải thực hiện trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Amen. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, nhờ thần lực lễ tế chúng con dâng, xin giải thoát chúng con khỏi vòng tội lỗi và thanh tẩy chúng con, cho chúng con ngày thêm trong trắng để xứng đáng mừng mầu nhiệm vượt qua là căn nguyên của lễ tế này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Phaolô Tổng Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Cha, xin ban cho chúng con được tràn đầy ơn Thánh Thần. Xin củng cố lòng tin cậy mến nơi chúng con, để chúng con trung tín và bước đi trong đường lối của Cha. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người,
mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ở vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca múa đêm lạc hoan. Người ngồi nghe thương nhớ, ôi buồn phút quạnh hiu, nào người chia cơm áo, đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền, những đêm thơ ưu phiền, về thôi và hãy nói với cha rằng: một người đi trong gió, bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó, chút muôn đời u mê. Chiều nay người đã về, khóc trong tay cha già, ngậm vui và khẽ nói với cha rằng: Cha ơi, nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn, con xin một người đi trong gió, bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó, chút một đời u mê. Chiều nay người đã về, gom trong tay cha già, ngậm vui và khẽ nói với cha rằng: Cha ơi, nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha. Bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn, con xin làm người tôi bên cha dấu yêu, rồi mai
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, thánh lễ chúng con vừa cử hành chứng tỏ rằng chúng con đã từ cựu ước bước qua tân ước. Xin giúp chúng con biết cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới là Đức Kitô để sống cuộc đời công chính và thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em ra đi bình an.